Chẳng đôi chìa này giống người ta she likes cookies. She likes cookies. Chẳng đôi bây giờ dạy tha so do I. Mình dạy tha dưỡng có trò chất cookie đài. Ok. Chẳng so do I. Một tiết. Chẳng ai dạy tha he likes milk. Chẳng what milk ý kế. Dạ tự đọc cô. Chẳng dừng dạy tha he likes milk. He likes milk. Bà sẵn dương cho chất mèo đấy. Cứ dương dạy thá. So do I. Kể okay, trong màu. Thì trong bên này dương có cho chất mèo đấy. Ok. Cuối tiết. Trong bộ neither do I. Cứ nội dung này biết được cái này. Cứ nó về đây dương dù sớp. Trong bộ nà nà mà nè. Đã về đây kênh dây. Kể trong. Ở đây là khó cái này. Cứ neither do I. Cứ dương bà trong bộ negative sentences. Okay, the chia này chẳng. Ba negative là bảo she like, cứ dùng ai đã thả. She doesn't like cookies. Okay, she doesn't like cookies. Yeah, nếu ngọt châu chất cookie thì chẳng bây giờ ngọt châu chất đá dùng vậy thả. Neither do I. Good. Chẳng neither do I. Mẹ dân có cho chất cookie đài. Một tiết bà sân chìa. Ví dụ cái dạy tha. He doesn't like milk. Chẳng máu. Mẹ quạt ọt cho chất milk tỷ. Hồi dân gọt cho chất đáy dân dạy tha. Neither do I. Chẳng neither do I bật là ngài. Ok chẳng. Nói cứ chia phiếp khẩu khăn là bỏ so do I. Hẳn neither do I. Ok. Mỗi cứ dù sớp. Chẳng bố là bà sớp. Mỗi dù sớp chẳng bố là bà. Bà đi xài. Ok. Negative sentence. Ok. Read by yourself. All the sentences. She likes cookies. So do I. He likes milk. So do I. Negative sentences. She doesn't like cookie. Neither do I. He doesn't like milk. Neither do I. Ok, chẳng. Dương quan đây cho nam tớ. Ok, neither do I. Nó về đây là bà phải decide. Hay so do I. Nó không là bà. So, okay, hãy dùng bà viết đậm bay nơi dây ông bìa quay đại dương. You'll stop tên năng nẹt ở tầy. Ok, chẳng dừng biển bà năng ai. Nếu còn ông bê riêng này nào. Ok, chẳng. Cọp châu không sắp hơi. Hơi riêng ăn và thay màu. Ok.